Đó là những nội dung chính có trong tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý. Số ca đột quỵ nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai tăng cao những ngày qua, đặc biệt có không ít ca trẻ tuổi. Bộ Y tế cảnh báo thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Vì thế mọi người cần phải có biện pháp phòng bệnh kịp thời. Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm, có nguy cơ gây nên hạn hán, thiếu nước sạch cho sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động. Cục Quản lý Môi trường của Bộ Y tế cho biết, say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, những người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, v.v.